Trên thế giới, Cuba mở cửa trở lại nền kinh tế. Tại Pháp, kinh tế của thành phố cảng Trieste đập bị đe dọa vì thương vụ tàu ngầm với Úc bị hủy. Giới nhà giàu Đức đổ xô chuyển tài sản đến Thụy Sĩ để né thuế trước bầu cử. Người dân Anh đổ xô đi mua xăng do lo sợ khủng hoảng giá nhiên liệu. Tại Việt Nam, Việt Nam được bầu vào hội đồng thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. VCCI cho biết các doanh nghiệp còn hoạt động chỉ có thể cầm cự tối đa 6 tháng Thực hiện thí điểm cho dược liệu nhập khẩu qua cửa khẩu Chima, Lạng Sơn Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin kinh tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu với phần tin kinh tế trên thế giới, thưa quý vị, tại Cuba mới đây sau khi cho phép các nhà hàng và quán cà phê được đón khách trở lại, nước này đã tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và đây được xem là bước khởi đầu để mở cửa trở lại ngành hàng không vào tháng 11 tới đây. Cuba đặt mục tiêu giảm lây nhiễm bằng chiến dịch tiêm vaccine cho hơn 90% dân số vào tháng 11. Tuy nhiên thì hiện tại dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá tệ gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế của nước này. Theo số liệu chính thức, Cuba trung bình có 7.800 ca nhiễm mỗi ngày và 75 ca tử vong trong tháng 9, giảm đáng kể so với tháng 8. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Vào năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Cuba đã sụt giảm 11%. Theo Reuters, vừa qua, người dân ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã đồng loạt lên tiếng về việc họ không có đủ tiền để mua những vật dụng để sưởi ấm, chẳng hạn như là than và củi, trong bối cảnh mùa đông đang đến rất gần. Cụ thể, thì một người dân chia sẻ một ký gỗ có giá gần 1 đô la Mỹ. Trong khi đó, thì người dân đi lang thang cả ngày cũng chưa chắc kiếm được một nửa số tiền đó. Kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền hồi tháng trước, giá của các mặt hàng chủ lực như là bột mì, nhiên liệu và gạo đã tăng vọt và người dân cũng đã rất khó rút tiền ở các ngân hàng, khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Nghiêm trọng hơn cả là hạn hán, cuộc khủng hoảng kinh tế là một trong những thách thức lớn nhất mà Taliban đang phải đối mặt sau 20 năm cầm quyền trở lại. Tuần trước, thành phố cảng Chibot vốn yên bình đã bất ngờ trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp thương mại quốc tế sau khi Úc cho biết đã hủy đơn hàng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ vì mất đi hợp đồng khổng lồ này không những khiến cho người dân nơi đây bị sốc mà còn đe dọa đến sinh kế của người dân và sự phục hồi kinh tế của các khu vực. Pháp và công ty đóng tàu Navan Group cho rằng Úc đã giữ bí mật về việc hủy bỏ hợp đồng với Pháp để tham gia vào thỏa thuận AUKUS mà theo đó thì Mỹ, Anh sẽ chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Phát ngôn viên của công ty Navan Group cho biết rằng để tiến hành giai đoạn thiết kế trong khuôn khổ dự án, họ đã phải cử thêm 10 kỹ sư và gia đình người Australia tới Chibot vào tháng này. Hợp đồng tàu ngầm của Úc chiếm tới 10% doanh thu hàng năm của Navan Group. Tập đoàn đã tuyển dụng 3.400 người ở Chebot và các nhà thầu phụ cũng đã có hàng trăm việc làm tại địa phương này. Giám đốc điều hành Pierre Eric Pomelat của Navan Group là quan cho biết công ty tuy bị đâm nhưng không chìm. Ông cho biết sẽ sắp xếp lại việc làm cho 500 nhân viên ở Chebot đang phụ trách đơn hàng của Úc sang các dự án khác, mặc dù việc này không dễ dàng gì trong khi đó tại úc trong bài phát biểu trước hiệp hội công nghiệp quốc gia bộ trưởng tài chính josh Fallenberg cũng đã lên tiếng cảnh báo nước này sẽ phải chịu chi phí vay mượn tăng nếu không theo kịp các quốc gia phát triển khác trong nỗ lực cắt giảm khí thải carbon hiện nay thì úc đang là nước có lượng khí thải carbon đầu người cao nhất trong số các quốc gia phát triển nhất thế giới nước này đã phản đối sức ép của cộng đồng quốc tế trong việc cam kết mục tiêu trung hòa khí thải rồng vào năm 2050 thủ tướng scott morrison được cho là sẽ công bố chính sách khí hậu của chính phủ trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 COP 26 tại Glasgow vào tháng 11 sắp tới. Nhưng một số thành viên trong Liên minh cầm quyền của ông đang phản đối các mục tiêu trung hòa khí thải này. Chính sách hiện nay của Úc là cắt giảm lượng khí thải 26-28% vào năm 2030 so với mức của năm 2005, cùng với cam kết chi 13 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm cho các công nghệ để góp phần giảm lượng khí thải như hydrogen, lưu trữ năng lượng, rồi hấp thu và lưu trữ carbon. Tại Đức, theo các chủ ngân hàng và luật sư thuế, do cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức quyết liệt, chưa nắm chắc chắn ai sẽ là người chiến thắng. Điều này đã khiến cho giới nhà giàu ở Đức lo sợ và vội vàng chuyển tài sản sang Thụy Sĩ để tránh những khoản thuế khổng lồ khi chính phủ mới được thành lập. Động thái này cho thấy nhiều người giàu vẫn xem Thụy Sĩ là một nơi hấp dẫn để gửi gắm tài sản. Thụy Sĩ có nhiều tài sản ở nước ngoài hơn bất kỳ một quốc gia nào khác và dòng tiền gửi vào nước này trong năm 2020 đã tăng rất nhanh, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về hậu quả kinh tế của đại dịch đã khiến cho sự ổn định chính trị của Thụy Sĩ trở nên hấp dẫn hơn. Dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho thấy rằng tiền gửi của các gia đình và công ty Đức tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ đã tăng gần 5 tỷ đô la Mỹ lên 37,5 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2021 và con số này không bao gồm cổ phiếu, trái phiếu hoặc là các sản phẩm tài chính. Thưa quý vị ghi nhận tại một số trạm xăng dầu ở Anh vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, hàng loạt phương tiện xếp hàng chờ mua và thậm chí là còn mang theo thùng rỗng đến mua về tích trữ. Cảnh tượng này diễn ra sau khi chính phủ Anh thừa nhận rằng khu vận chuyển đang có vấn đề nghiêm trọng. Hàng loạt công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí như là BP, ExxonMobil cho biết rằng họ sẽ phải đóng cửa một số cửa hàng vì tình trạng thiếu tài xế khiến cho hãng không thể cung cấp đủ nhiên liệu. Khoảng 25.000 người làm việc trong các lĩnh vực cần đã rời khỏi Vương quốc Anh sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu EU gây ra việc thiếu hụt. Lao động trầm trọng, nước Anh hiện đang thiếu khoảng 100.000 người tài xế xe tải. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là do tác động của dịch bệnh khiến cho các chương trình tập huấn và sát hạch lái xe bị lùi lại. Bộ trưởng Giao thông Grant Shops mới đây cũng đã cho rằng chính phủ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giảm bớt tình trạng thiếu lái xe. Theo Reuters, bang Karnataka hay còn được biết đến với tên là thung lũng Silicon của Ấn Độ. Mới đây cũng đang thông báo rằng là bang này đang đề xuất sửa đổi đạo luật cảnh sát Karnataka bằng cách là cấm các trò chơi trực tuyến có yếu tố cá cược và đối với một số hành vi vi phạm luật đã có quy định về thời gian ngồi tù. Dự luật cũng đã đề xuất tăng các hình phạt này. Nguyên nhân khiến cho chính quyền bang Karnataka quyết liệt như vậy là do thời gian gần đây, giới chức bang nhận thấy có một số thực trạng là một số thanh niên ở nông thôn nhàn rỗi đang có xu hướng trở thành các con con bạc điều này gây ra điều này xảy ra khi các nền tảng trò chơi trực tuyến như là Dream 11 do công ty đầu tư Tiger Global của Mỹ hậu thuẫn cùng với đó là trò chơi ngoài hàng Anh trên thiết bị di động do công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital cũng của Mỹ tài trợ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Ấn Độ. Vâng thưa quý vị mới đây thì tại Mỹ tập đoàn Intel đã khởi công xây dựng hai nhà máy mới ở bang Arizona hai nhà máy có tổng trị giá là 20 tỷ đô la Mỹ được gọi lần lượt là Fab 52 và Fab 62. với hai dự án này thì tổng số nhà máy của Intel tại khuôn viên của Chandler, Arizona cũng đã tăng lên là 6 nhà máy. Hai nhà máy này sẽ đóng một vai trò giành lại vị trí dẫn đầu của Intel trong mảng sản xuất chip cỡ nhỏ tốc độ nhanh vào năm 2025 sau khi tập đoàn này đã thụt lùi so với đối thủ TSMC đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Các nhà máy mới cũng sẽ là những nhà máy đầu tiên được Intel xây dựng với không gian dành riêng cho khách hàng từ bên ngoài ngay từ đầu vừa qua twitter đã thông báo người dùng sẽ được gửi tặng bitcoin cho những người sáng tạo nội dung mà mình yêu thích tuy nhiên thì việc này chỉ giới hạn trên các thiết bị ios người dùng sẽ có hai cách để gửi bitcoin đầu tiên là thông qua những tùy chọn thanh toán mà twitter đã cung cấp sẵn giống như là gửi tiền theo cách thông thường lựa chọn thứ hai là gửi tiền mã hóa thông qua ứng dụng strike dành cho qua thanh toán bitcoin đây cũng là một trong các chiến lược thay đổi của twitter để cạnh tranh với facebook và youtube ngoài ra thì twitter cũng đã đang thử nghiệm những cách mới để giúp cho người dùng có trải nghiệm an toàn hơn trên trang cá nhân của mình người dùng hiện nay sẽ được cảnh báo khi tham gia vào một cuộc tranh luận có nội dung nhạy cảm và cho phép người dùng liệt kê ra các chủ đề họ không muốn xuất hiện trên trang của mình trong khi đó, tại Nam Phi mới đây, hãng hàng không quốc gia South African Airways SAA cũng đã chính thức được nối lại các chuyến bay nội địa sau khi bị tạm ngưng hoạt động trong vòng một năm. Nguyên nhân là do đại dịch cùng với những khó khăn về tài chính. Công ty đã được cứu bởi một gói tài trợ của chính phủ vào tháng 4 năm nay, mặc dù hiện nay thì nhà nước cũng đang gặp nhiều vấn đề về nợ công. Ở chuyến bay đầu tiên của hãng sau khi hoạt động trở lại là từ Johannesburg đến Cape Town chuyến bay đã diễn ra trong sự vui mừng của các tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, thì chính phủ cho biết rằng họ sẽ bán phần lớn cổ phần trong SAA cho một tập đoàn trong nước. Việc bán 51% cổ phần theo kế hoạch là một phần trong nỗ lực chấm dứt các gói cứu trợ lập đi lặp lại của nhà nước đối với các công ty như SAA và công ty điện lực ISCOM, vốn đã gây ra căng thẳng lớn cho nền kinh tế đang vô cùng căng thẳng của Nam Phi. Chào quý vị, tôi là Cao Huy, quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin kinh tế và chuyển sang phần tin kinh tế trong nước. Vừa qua trong khuôn khổ đại hội đồng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA khóa 65, Việt Nam đã vinh dự được các nước thành viên IAEA thống nhất bầu vào hội đồng thống đốc cơ quan này trong nhiệm kỳ 2021-2023. Với vai trò này thì Việt Nam sẽ cùng với 34 quốc gia thành viên cùng thảo luận xem xét và khuyến nghị đại hội đồng IAEA về chương trình hoạt động và vấn đề tài chính của IAEA, xem xét việc kết nạp các nước thành viên mới của IAEA phê duyệt các hiệp định về thanh sát giữa IAEA và các quốc gia thành viên cũng như là các quy định và tiêu chuẩn của IAEA về an toàn và an ninh hạt nhân. Đại hội đồng IAEA khóa 65 được diễn ra tại thủ đô viên cộng hòa Áo. Có sự tham gia của đại diện 172 nước thành viên cùng với các tổ chức quốc tế như là Liên hiệp quốc, Tổ chức hàng hải quốc tế, Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Hãy cùng chuyển sang một thông tin về xuất khẩu. Thời gian vừa qua, Pháp đã nhập khẩu hạt tiêu của nước ta với số lượng tăng đáng kể. Theo đó, thì trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Pháp 2.863 tấn trị giá là 8,18 triệu euro, tăng 28,6% về lượng và tăng 44,3% về trị giá so với cùng kỳ. Thì phần hạt tiêu của nước ta trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp cũng đã tăng từ 30,7% trong 7 tháng năm 2020 lên 37% trong 7 tháng năm 2021. Pháp là một trong những thị trường nhập khẩu quan trọng đối với các nhà xuất khẩu hạt tiêu toàn cầu. Bên cạnh tiêu dùng nội địa, thì pháp nhập khẩu hạt tiêu để tái xuất sang các nước châu âu Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương vừa qua, thì Chủ tịch VCCI ông Phạm Tấn Công cho biết rằng ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các thành phần kinh tế, các ngành nghề tới thời điểm này là hết sức nặng nề. Đã có gần 94% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực, trong đó thì du lịch, chế biến thủy sản, giao thông vận tải là các ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. VCCI cũng cho biết thêm chỉ có từ 15 tới 20% các nhà máy sản xuất cầm chừng do theo được ba tại chỗ, còn lại đến 80 đến 85% số nhà máy phải ngừng sản xuất vì trung bình có 90,8% doanh nghiệp đã giảm quy mô lao động trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh. VCCI cũng đã nhấn mạnh với tình trạng này, các doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự thêm tối đa là 6 tháng nữa mà thôi. Chuyển sang thông tin kinh tế tại một số địa phương, Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua đề án khu kinh tế Đông Nam đến năm 2025 với mục tiêu sẽ thu hút đầu tư từ 100 đến 120 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 75 tới 90.000 tỷ đồng đến năm 2025, đưa khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung Bộ. Được biết rằng tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua dự thảo đề án mở rộng diện tích khu kinh tế Đông Nam lên 80.000 ha. Hiện khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích gần 21.000 hecta hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp hàng năm đóng góp từ 10 đến 12% tổng thu ngân sách của tỉnh. Thưa quý vị, vì chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Song Phương Chi Ma, Lạng Sơn mới đây đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp và cơ sở. Theo nghị quyết trên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ, trước các cơ quan thanh tra kiểm tra về việc thực hiện đề án thí điểm. Chính thức từ ngày 1 tháng 10 sắp tới đây, nghị quyết thí điểm sẽ có hiệu lực thi hành và được thực hiện trong thời gian là 2 năm, trước năm 2018, cửa khẩu Chi Ma đã có thâm niên 30 năm hoạt động chức năng nhập dược liệu, sau đó thì phải ngừng lại việc nhập khẩu khẩu dược liệu do những quy định mới của chính phủ. Là một trong số ít địa phương giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Quảng Ninh đã thu hút đầu tư nước ngoài FDI tăng mạnh. Cụ thể thì 9 tháng vừa qua thì Quảng Ninh đã thu hút FDI cấp mới và tăng vốn đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Con số này gấp đôi so với cùng kỳ 2020. Thu hút các dự án FDI là con đường phát triển mới của Quảng Ninh, được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 01 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ngay. Địa phương cũng đang hết sức quan tâm để hỗ trợ các doanh nghiệp vốn FDI, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các địa phương và sở ngành của tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất an toàn, nhập cảnh đội ngũ chuyên gia, nhập khẩu máy móc Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Con Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.